Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine tấn công tổng lực theo hướng Zaporizhia. Thông tấn xã TASS của Nga cho rằng quân Ukraine đã mở một cuộc tấn công tổng lực theo hướng Zaporizhia. Theo các blogger quân sự Nga ủng hộ Điện Cẩm Linh, quân Ukraine đã vượt qua được các phòng tuyến của quân Nga khá dễ dàng bằng các đợt tấn công HIMARS, theo sau bằng hàng loạt các loại xe tăng tiên tiến của phương Tây. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Năm mùng 8 tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hena Malia xác nhận quân Ukraine đang tấn công theo hướng này và cả hướng thành phố Bakhmut. Không đi vào chi tiết, Thứ trưởng Hena Malia cho biết trong 24 giờ qua, 730 lính Nga tử trận. Quân Ukraine phá hủy 18 xe tăng, 16 xe thiết giáp, 28 hệ thống pháo, một hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 3 hệ thống phòng không, 35 xe chuyển quân và nhiên liệu và 8 xe công binh. Tính chung từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến mùng 8 tháng 6, 212.760 lính Nga tử trận. Tổn thất của quân xâm lược còn bao gồm 3.891 xe tăng, 7.576 xe thiết giáp, 3.668 hệ thống pháo, 595 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 355 hệ thống phòng không, 314 máy bay, 299 máy bay trực thăng, 3.234 máy bay không người lái, 1.171 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 6.384 phương tiện cơ giới và 500 đơn vị thiết bị đặc biệt. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky đã đến thăm khu vực miền Nam Kherson bị lũ lụt tàn phá để đánh giá thiệt hại do vụ vỡ đập Kharkovka. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine diễn ra khi các quan chức do Nga cài đặt tại các lãnh thổ bị tạm chiếm cho biết 5 người đã chết ở thị trấn Nova Kharkovka gần con đập và thị trưởng lưu vong của thành phố Oesky bị Nga tạm chiếm. Yevhen Ristchuk cho biết 3 người đã chết đuối trong vùng Kherson. Zelensky phát biểu trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Tư, bày tỏ lo ngại cho cuộc sống của người Ukraine ở các khu vực bị Nga tạm chiếm. Ông nói không thể dự đoán có bao nhiêu người sẽ chết ở các khu vực do Nga xâm lược ở Kherson do lũ lụt, đồng thời kêu gọi thế giới phản ứng rõ ràng và nhanh chóng để hỗ trợ các nạn nhân. Ông cũng chỉ trích Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Thập tự, những tổ chức mà ông cho rằng đã không giúp đỡ nỗ lực cứu trợ. Quân đội và các dịch vụ đặc biệt của chúng tôi đang giải cứu mọi người nhiều nhất có thể, bất chấp các cuộc pháo kích. Nhưng những nỗ lực quy mô lớn là cần thiết, ông nói. Chúng tôi cần các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như Ủy ban Hồng Thập tự Quốc tế, ngay lập tức tham gia chiến dịch giải cứu và giúp đỡ người dân ở khu vực Kherson bị tạm chiếm. Nếu một tổ chức quốc tế không có mặt trong vùng thảm họa, điều đó có nghĩa là nó hoàn toàn không tồn tại hoặc không có khả năng. Nhiều giờ sau thảm họa, họ không có ở đây, Zelensky nói với các hãng tin Bild, Die Welt và Politico. Chúng tôi chưa có phản hồi, tôi bị sốc. Việc phá hủy con đập gần tiền tuyến ở Ukraine đã khiến hàng chục ngôi làng và một số khu vực của thành phố lân cận bị ngập lụt, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo. Các quan chức cho biết hàng nghìn người sẽ phải rời bỏ nhà cửa và nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa mà không có sự trợ giúp. Zelensky cho biết tình hình đối với cư dân ở các khu vực Kherson bị Nga tạm chiếm là hoàn toàn thảm khốc. Ông cáo buộc các lực lượng Nga đã bỏ mặc người dân trong những điều kiện tồi tệ này. Không có cấp cứu, không có nước, phải ngồi trên mái nhà ở các cộng đồng bị ngập lụt.
Trùm Wagner Prigozhin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine Offensive has broken through Russian lines, Prigozhin, nghĩa là Trùm Wagner Prigozhin cho rằng cuộc tấn công của Ukraine đã chọc thủng phòng tuyến của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thảo Ly. Chỉ huy tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin đã kêu gọi mặt tư khoa cung cấp cho ông ta 200.000 quân để ngăn chặn cuộc phản công đã được hứa hẹn từ lâu của Ukraine khi các cuộc tấn công của quân đội Kyiv được cho là đã vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và chiếm được vị trí xung quanh thành phố Bakhmut bị tàn phá của Donetsk. Prigozhin nổi tiếng với công khai ngang tàng và chỉ trích hệ thống quân sự thông thường của Nga, cho biết trong một video đăng trên kênh Telegram chính thức của mình rằng tổ chức Wagner của ông là lực lượng vũ trang duy nhất có khả năng ngăn chặn cuộc tấn công, phản công của Ukraine mà các quan chức ở Nga và phương Tây nói rằng có thể đã bắt đầu. Tôi cần 200.000 người, Prigozhin nói. Như được trích dẫn trong một bài báo của The Moscow Times, ít hơn 200.000 người ở tiền tuyến Luhansk, Donetsk sẽ không đối phó được. Chúng tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tranh chấp giữa Wagner và quân đội Nga về cuộc cung cấp ở Bakhmut đã khiến Prigozhin bắt đầu rút lực lượng của mình khỏi khu định cư bị phá hủy vào tháng trước. Wagner cho là đã chịu tổn thất lớn khi chiếm Bakhmut. Quân số của Wagner được hỗ trợ bởi các cựu tù nhân Nga được tuyển mộ để chiến đấu đã không còn bao nhiêu. Prigozhin kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố huy động toàn quốc để mở rộng lực lượng quân sự của mình. Mặc dù nói thêm rằng, nếu không có thời hạn huấn luyện 3 tháng đầy đủ, các đơn vị mới được thành lập này sẽ là bia đỡ đạn. Các chiến thuật của Wagner được cho là phụ thuộc rất nhiều vào bia đỡ đạn như vậy ở Bakhmut. Prigozhin cho biết lực lượng Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ ở một số khu vực. Gần Bakhmut ở 3 nơi, ở Torets là một sự tích tụ lớn và họ sẽ sớm bắt đầu cắt đứt Kudymokov và Ozakinovka, khu vực Belorod đang bùng nổ tại các khu giáp ranh. Ở Raposia, họ đã chiếm được khu định cư quan trọng nhất. Bây giờ, họ sẽ tấn công phía Bắc và phía Nam theo hướng Donetsk và sẽ không có thời gian. Không quân sẽ không cứu được tình hình. Prigozhin lại tấn công Bộ Quốc phòng Nga. Không có sự quản lý, không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị, không có sự tôn trọng lẫn nhau, ông nói. Và sau đó, tất cả những điều này được thay thế bằng cơn giận dữ ở cấp trên. Giờ đây chúng ta sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng. Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này. Chúng ta chắc chắn sẽ mất một phần lãnh thổ. Tiền tuyến phía Nam, Zaporizhia đã được quảng cáo là một trong những địa điểm có khả năng nhất cho cuộc phản công dự kiến của Ukraine. Nếu quân đội Ukraine có thể phá vỡ phòng tuyến của Nga ở đó, họ có thể tiến về phía Nam để giải phóng Melitopol và tới bờ biển Azov, cắt đứt cây cầu trên bộ của Mactukha tới Crimea. Tình hình ở khu vực này, Prigozhin nói, là một thảm họa. Anh ta nói thêm, Novodonetsk đã bị chiếm rồi và nếu quân đội rút lui xa hơn, đến độ sâu từ 5 đến 8 km, điều này có nghĩa là sau đó sẽ có một cuộc xâm nhập không kiểm soát được của đối phương. Chúng tôi hiểu rằng ít nhất 50% cư dân khác của lãnh thổ này sẽ giúp đỡ lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, ngay khi họ tiến sâu hơn một chút, họ sẽ đến Berdyansk và Mariupol và sẽ không thể ngăn cản họ. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Kyiv đang duy trì sự im lặng trong hoạt động đối với cuộc phản công dự kiến. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trong tuần này sẽ không có thông báo nào về việc bắt đầu chiến dịch, mặc dù cô cũng cho biết các đơn vị ở một số khu vực hiện đã chuyển sang các hành động tấn công. Andriy Zakorodinuk, cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine, hiện đóng vai trò cố vấn, nói với Newsweek rằng việc Prigozhin tiếp tục chỉ trích công khai kế hoạch chiến tranh của Nga phần lớn là vì lợi ích cá nhân. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang thổi phồng thôi, Zaporodinuk nói.
Thành thật mà nói, có vẻ như anh ta đang đi theo con đường của cựu sĩ quan FSB Igor Gergen, trở nên hữu ích ở một thời điểm nào đó, bị lãnh đạo quân đội Nga lật đổ, mất vai trò điều hành, trở thành nhân vật truyền thông và thổi phồng sự tiêu cực và chỉ trích. Ông nói, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, anh ấy chỉ đang xây dựng hồ sơ truyền thông của mình. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết như sau. Giữa một bức tranh hoạt động rất phức tạp, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục dọc theo nhiều khu vực của mặt trận. Trong hầu hết các lĩnh vực, Ukraine nắm thế chủ động. Các lực Nga có thể vẫn được lệnh quay trở lại cuộc tấn công càng sớm càng tốt. Các đơn vị Chechnya đã dẫn đầu một nỗ lực bất thành nhằm chiếm thị trấn Marivka gần thành phố Donetsk, nơi chiến tuyến ít thay đổi kể từ năm 2015. Cho đến ngày 7 tháng 6, mực nước lũ tiếp tục dâng cao ở vùng hạ lưu Dnipro sau sự việc của đập Kharkovka, nhưng có khả năng sẽ bắt đầu rút vào ngày 8 tháng 6. Các cuộc pháo kích đã làm phức tạp một số nỗ lực di tản dân thường khỏi các khu vực ngập lụt. Nga phá hủy một chiếc máy kéo của nông dân Ukraine, quay phim tuyên truyền là phá hủy xe tăng Leopard. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Leopard tank blown up in Russian video turns out to be Ukrainian tractor, nghĩa là xe tăng Leopard nổ tung trên video Nga hóa ra chỉ là chiếc xe máy kéo của Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Truyền thông Nga đăng tải đoạn video ghi cảnh phá hủy xe tăng Leopard do Đức sản xuất trên cánh đồng ở Ukraine, ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy thành công một số xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp trong nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Kyiv. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị vạch trần trong cộng đồng blogger quân sự của Nga sau khi một số phóng viên nhận thấy các phương tiện trong clip rất giống máy kéo và máy gặt đập liên hợp do Mỹ sản xuất. Newsweek, Misinformation Watch đã đánh giá các tuyên bố, yêu cầu phản biện và nhiều phần phân tích khác nhau từ dữ liệu nguồn mở OSINT để xác định sự thật đằng sau đoạn phim. Hôm thứ Ba, 6 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov trong bản cập nhật hàng ngày cho biết vào ngày hôm trước, chế độ Kyiv đã cố gắng tấn công theo 7 hướng với 5 lữ đoàn và liệt kê những tổn thất của đối phương. Trong số này có hơn 1.600 binh sĩ, 28 xe tăng, trong đó có 8 xe tăng Leopard và 3 xe tăng bánh lốp AMX-10, 136 phương tiện quân sự khác, trong đó có 79 chiếc do nước ngoài sản xuất, Konashenkov nói. Cùng ngày, Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mất 37 hệ thống pháo và 13 xe tăng chỉ trong một ngày. Hôm thứ Ba, hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti đã công bố đoạn phim cho thấy việc phá hủy các phương tiện vũ trang nước ngoài, bao gồm cả xe tăng Leopard. Các báo cáo về tổn thất được cho là đã nhanh chóng được các tài khoản mạng xã hội thân Nga thu nhập. Nhưng ngay sau đó, các câu hỏi bắt đầu xuất hiện về tính xác thực của các tuyên bố xung quanh đoạn phim. Phân tích của OSINT chỉ ra rằng, các cuộc tấn công bằng trực thăng K-52 của Nga đã làm nổ tung một số phương tiện nông nghiệp do Mỹ sản xuất, bao gồm máy kéo phun thuốc John Deere 4830 và máy gặt đập liên hợp John Deere 9000, chứ không phải là xe tăng do Đức sản xuất. Người Nga đã phát hành một đoạn video, trong đó họ tuyên bố một chiếc trực thăng K-52 của Nga tấn công xe tăng Leopard 2. Thực ra, chiếc Leopard này trông giống một chiếc máy kéo hơn. Có lẽ là chiếc máy kéo John Deere 4830. Tài khoản Kherson Card đã tweet như trên kèm thêm hình ảnh của máy kéo. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy xe tăng Leopard 2 của Ukraine trong cuộc phản công gần đây, đạt đến một cấp độ đối phó mới. Các phương tiện bị hỏa tiễn tầm trung nhắm tới từ K-52 không những không giống xe tăng, mà thực chất là thiết bị nông nghiệp vô tội.
máy phun thuốc và máy liên hợp. Tài khoản Ukraine Weapons Tracker viết, các kênh Telegram ủng hộ Cẩm Linh nổi bật cũng phát hiện ra sự mâu thuẫn rõ ràng, công khai chế giễu các đoạn phim đã xuất bản. Những gì ở đằng kia, chà, dù sao thì chúng ta cũng đánh thôi. Tài khoản Million for Life nói với hơn 500.000 người ghi danh một cách bông đùa. Một cuộc trò chuyện rất hay giữa phi hành đoàn của trận chiến K-52, những người do chất lượng kém của hệ thống quang điện tử, thậm chí không thể xác định được những gì họ đang quan sát qua ống ngắm và quyết định tấn công mục tiêu. Mục tiêu là một chiếc máy kéo phun thuốc nông nghiệp, trên đó có thể nhìn thấy rõ các bánh xe. Nó đã được ghi nhận là xe tăng Leopard 2 của Đức trong báo cáo của Bộ Quốc phòng. Điều này thật đáng xấu hổ và làm lung lay niềm tin, xin lỗi, tác giả kết luận. Các tài khoản có mức độ tương tác cao khác, chẳng hạn như Riba, được cho là có quan hệ với Bộ Máy An ninh Nga, đã đánh giá ít nghiêm trọng hơn, kết luận rằng mặc dù video có khả năng gây hiểu lầm, nhưng những sai lầm như vậy xảy ra trong bất kỳ cuộc chiến nào và đổ lỗi cho bộ phận công chúng sự vụ của Bộ Quốc phòng Nga. Mặc dù Newsweek không thể xác định một cách độc lập và thuyết phục các phương tiện bị bắn trúng trong video, phân tích độc lập và sự đồng thuận rõ ràng của cả hai bên xung đột ủng hộ mạnh mẽ quan điểm rằng đó thực sự là thiết bị nông nghiệp chứ không phải xe tăng Leopard 2. Nga thường xuyên tuyên bố đã phá hủy hệ thống hỏa tiễn HIMARS, mặc dù cho đến nay Ukraine hay ngũ giác đài chưa xác nhận tổn thất nào như vậy. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để bình luận qua email. Tổ chức phi chính phủ quốc tế cảnh báo nguy cơ bom mìn sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka. Tổ chức nhân đạo quốc tế CARE cảnh báo rằng mìn có khả năng trôi nổi trong dòng nước lũ do sự việc vỡ đập Nova Kakhovka ở khu vực phía nam Kherson. Giám đốc quốc gia của CARE Ukraine Fabrice Martin cho biết, khu vực trước đây có đập Kakhovka đầy mìn, hiện đang trôi nổi trên mặt nước và gây ra rủi ro rất lớn. Martin cũng lưu ý hậu quả thảm khốc mà vụ vỡ đập có thể gây ra đối với môi trường. Ông nói rằng dầu đã được xả ra sông Dnipro và cảnh báo rằng nhiều dầu hơn có thể bị rò rỉ. Lặp lại những lo ngại mà người đứng đầu công ty sản xuất thủy điện chính của Ukraine đã đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Ba. Martin cho biết, ít nhất 150 tấn dầu đã được thải ra sông Dnipro với nguy cơ rò rỉ thêm hơn 300 tấn. Điều này có thể dẫn đến việc biến mất công ty tự nhiên quốc gia Nizhnyodniprovsky với hơn 80.000 hecta đất được bảo vệ. Ukraine cho biết hàng nghìn hecta ở cả hai bờ sông Dnipro sẽ bị ngập lụt. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết 10.000 hecta đất nông nghiệp sẽ bị ngập lụt sau khi đập Nova Kakhovka bị vỡ. Bộ này cho biết con số này chỉ tính đến phần khu vực do Ukraine kiểm soát, tức là phía bên phải của sông Dnipro, đồng thời cho biết thêm rằng con số này sẽ cao hơn nhiều lần ở phía bên trái dòng sông. Sự sụp đổ có thể biến các cánh đồng ở miền nam Ukraine thành sa mạc, bộ này cho biết thêm. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, các khu vực sau đây sẽ không có nguồn nước sau vụ nổ đập Nova Kakhovka. 94% hệ thống thủy lợi ở Kherson, 74% hệ thống thủy lợi ở Zaporizhia, 30% hệ thống thủy lợi ở Dnipropetrovsk. Ukraine yêu cầu Nga bồi thường hàng tỷ đô la cho việc phá hủy đập Nova Kakhovka. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine demands Russia pay billions in reparation for dam destruction, nghĩa là Ukraine yêu cầu Nga bồi thường hàng tỷ đô la cho việc phá hủy đập. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Kyiv đang yêu cầu Nga bồi thường hàng tỷ đô la cho việc phá hủy đập Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine. Oleg Ushenko, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói với Newsweek rằng việc phá hủy con đập quan trọng thời Liên Xô ở miền nam Ukraine trên sông Dnipro là hoàn toàn khủng khiếp. Ukraine và NATO cáo buộc Nga đứng sau vụ phá hủy con đập. Zelensky cáo buộc các lực lượng Nga đã cho nổ tung nhà máy thủy điện Kakhovka từ bên trong cơ sở như một phần của cuộc tấn công khủng bố.
Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về thiệt hại, nói rằng hành động này được thực hiện để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi một cuộc phản công chùn bước. Đây là một cuộc tấn công khủng bố rất rõ ràng của người Nga sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực. Môi trường sẽ bị ảnh hưởng, người dân sẽ mất nhà cửa và cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, ông Ushenko nói. Ông nói, cái giá tổng thể của việc phá hủy con đập là hàng tỷ đô la. Nga phải bị ngăn chặn bằng mọi biện pháp có thể, kể cả các lệnh trừng phạt nặng nề. Ukraine cũng phải được bồi thường cho tất cả những thiệt hại do Nga gây ra cho đến đồng xu cuối cùng, ông Ushenko nói. Zelensky đã mô tả tình huống này là một quả bom môi trường hủy diệt hàng loạt, khiến hàng trăm nghìn người không có nước uống bình thường. Hàng nghìn người đã được lệnh di tản khỏi khu vực Kherson bị tạm chiếm một phần trong bối cảnh mực nước dâng cao. Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng sự việc vỡ đập sẽ gây ra lũ lụt cho hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp ở miền nam Ukraine, cắt nguồn cung cấp nước cho 31 hệ thống thủy lợi ở các vùng Kherson, Zaporizhia và Dnipro của Ukraine. Việc phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka sẽ dẫn đến thực tế là các cánh đồng ở miền nam Ukraine có thể biến thành sa mạc vào năm tới, Bộ Nông nghiệp cho biết. Nhiều phần đất sẽ chìm trong nước ở bờ trái của khu vực hiện đang bị tạm chiếm. Anton Cherashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, vụ nổ đập Nova Kakhovka cho thấy Putin sẵn sàng hy sinh mạng sống của cả thường dân Ukraine và Nga. Trước hết, đây là tín hiệu cho thấy Nga sử dụng chiến thuật tiêu thổ. Chính quyền Nga không thể nào lại không tính toán đến hậu quả hành động của họ. Chắc chắn họ không quan tâm đến cuộc sống và tương lai hạnh phúc của dân thường, nên họ đã ra tay, Cherashenko nói với Newsweek. Không chỉ người dân Ukraine mà cả người dân của họ nữa. Vì vậy, hậu quả của thảm họa Crimea là một bằng chứng nữa cho thấy Điện Cẩm Linh không hề quan tâm đến người dân và họ sẵn sàng hy sinh bất cứ ai. Ông Zelensky cho biết, các công tố viên Ukraine đang điều tra vụ vỡ đập như một trường hợp hủy diệt sinh thái mà Nga phải chịu trách nhiệm hình sự. Hậu quả của thảm kịch sẽ rõ ràng sau một tuần nữa. Khi nước rút đi, sẽ rõ ràng những gì còn lại và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ông nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Thị trưởng Ukraine nhận xét rằng Putin điên dại đã hy sinh Crimea bằng cách cho nổ tung con đập. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Crazy Putin sacrificed Crimea by blowing up dam, Ukraine mayor. Nghĩa là thị trưởng Ukraine nhận xét rằng Putin điên dại đã hy sinh Crimea bằng cách cho nổ tung con đập. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Các quan chức Ukraine nói với Newsweek rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hy sinh mạng sống và tương lai hạnh phúc của cư dân sống ở Crimea bị sáp nhập bằng cách phá hủy đập Nova Kakhovka. Ivan Fedorov, thị trưởng của thành phố Melitopol phía nam bị tạm chiếm, nói rằng nhà lãnh đạo Nga là một tên điên rồ. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về thiệt hại đối với con đập quan trọng thời Liên Xô ở miền nam Ukraine trên sông Dnipro. Nó đã bị phá vỡ vào đầu giờ sáng thứ Ba, làm lan tràn nước trên các dải lãnh thổ trước một cuộc phản công được dự kiến của Kyiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả tình huống này là một quả bom môi trường hủy diệt hàng loạt, khiến hàng trăm nghìn người không có nước uống bình thường. Hàng nghìn người đã được lệnh di tản khỏi khu vực Kherson bị tạm chiếm một phần trong bối cảnh mực nước dâng cao. Sự sụp đổ của con đập cũng có thể có tác động tàn phá đối với Crimea, bán đảo ở Hắc Hải, mà Putin đã sáp nhập bất hợp pháp từ Ukraine vào năm 2014. Kênh đào Bắc Crimea thời Liên Xô, theo truyền thống, cung cấp 85% lượng nước cho Crimea, lấy nước từ hồ chứa nước Nova Kakhovka qua con kênh hiện đã bị phá hủy. Hầu hết nước từ kênh Bắc Crimea được sử dụng cho nông nghiệp hoặc công nghiệp, nhưng khoảng 1/5 được sử dụng làm nước uống, đáp ứng hầu hết nhu cầu của bán đảo. Vladimir Leontiev,
người đứng đầu khu vực Kherson do Nga bổ nhiệm, đã nêu lên những lo ngại về việc cung cấp nước cho Crimea. Sergei Asiovov, thống đốc khu vực bán đảo Crimea do Nga dựng lên, nói rằng Crimea có đủ lượng nước trong các hồ chứa của nó. Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhia của Ukraine, nói với Newsweek rằng có khả năng sẽ có vấn đề về cấp nước ở Crimea trong nhiều năm vì sự phá hủy của con đập. Fedorov nói, chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn với nước, nước uống ở Crimea bởi vì cơ sở hạ tầng cấp nước cần đến sông Dnipro. Sau khi làm hư hại đập Kakhovka, tất cả cơ sở hạ tầng của nó đã bị phá hủy. Bây giờ không thể cung cấp nước cho Crimea. Đó là lý do tại sao tôi hiểu rằng trong nhiều năm, Crimea sẽ không có nước. Chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề như vậy đối với khu vực Zaporizhia bị tạm chiếm của chúng ta vì nhiều thành phố và làng mạc lấy nước từ sông. Melitopol, nơi có dân số trước chiến tranh là 150.000 người, là một trong những khu vực đầu tiên rơi vào tay lực lượng Nga sau cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Fedorov đã bị bắt và giam giữ bởi Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB, vào tháng 3 năm 2022, trong 6 ngày, cho đến khi anh ta được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân. Thị trưởng cho biết, Putin phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy con đập, dù biết rằng nó sẽ có tác động tàn phá như vậy đối với Crimea. Putin không suy nghĩ, hắn ta là một tên điên. Khi bạn nói về đập Nova Kakhovka, bạn nghĩ về công dân và về con người. Nhưng Putin không bao giờ nghĩ về công dân. Hắn ta chỉ nghĩ về bản thân và chỉ về chính trị. Đó là lý do tại sao Putin phát điên. Fedorov nói, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Ukraine về điều mà ông ta cho là hành động phá hoại, nói rằng việc phá hủy con đập có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước của Crimea. Ông Peskov nói thêm rằng mục đích của Ukraine là tước đoạt nguồn nước của Crimea và kênh Bắc Crimea đã nhận được ít nước hơn đáng kể. Elina Beketova nói với Newsweek, Crimea có thể bị thiếu nước. Một số nhà chức trách Ukraine nói, trong nhiều năm, cô là thành viên nội trú của chương trình học bổng dân chủ tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu ở Washington, D.C. Mặc dù có trữ lượng nước, nhưng chúng ta có thể thấy rằng Crimea sẽ gặp vấn đề về nước uống, Peketova nói. Anton Grashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, vụ sập đập cho thấy Putin sẵn sàng hy sinh mạng sống của cả dân thường Ukraine và Nga như thế nào. Trước hết, đây là tín hiệu cho thấy Nga sử dụng chiến thuật thiêu đốt. Chính quyền Nga không thể nào lại không tính toán được hậu quả hành động của họ. Nhưng họ chắc chắn không quan tâm đến cuộc sống và tương lai hạnh phúc của dân thường. Grashchenko nói với Newsweek, không chỉ người Ukraine, người Nga của họ cũng vậy. Vì vậy, hậu quả của thảm họa Crimea là một bằng chứng nữa cho thấy Điện Kremlin không hề quan tâm đến người dân và họ sẵn sàng hy sinh bất cứ ai. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để xin bình luận. Chiến lược làm đất ngập lụt của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's Drowned Earth Strategy, nghĩa là chiến lược làm đất ngập lụt của Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng phiên bản băng hoại hơn nữa của chiến thuật thiêu đốt sau vụ phá hủy đập Kakhovka gây ngập lụt nhiều khu vực ở miền nam Ukraine. Đại sứ của Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Sergei Kilisia đã đề cập đến chiến lược quân sự, trong đó bất cứ thứ gì có thể hữu ích cho đối phương đều bị phá hủy. Khi ông lên án Mạc Tư Khoa đứng sau vụ nổ gây ra lũ lụt thảm khốc, gây ra các cuộc di tản hàng loạt và sự phẫn nộ của quốc tế. Kilisia nói với Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, bằng cách sử dụng chiến thuật thiêu đốt hoặc trong trường hợp này là chiến thuật ngập nước,
quân xâm lược Nga đã nhận ra một cách hiệu quả rằng lãnh thổ bị tạm chiếm không thuộc về họ. Ý kiến này được lặp lại bởi cố vấn các vấn đề nội bộ Ukraine Anton Cherashenko, người đã nói với Newsweek rằng việc phá hủy con đập là tín hiệu cho thấy Nga sử dụng chiến thuật thiêu đốt. Cherashenko nói, các nhà chức trách Nga không thể nào lại không tính toán được hậu quả các hành động của họ, nhưng họ chắc chắn không quan tâm đến cuộc sống và tương lai hạnh phúc của thường dân. Cherashenko nói, không chỉ người Ukraine, cả dân Nga nữa. Hậu quả của thảm họa đối với Crimea là một bằng chứng nữa cho thấy Điện Cẩm Linh không hề quan tâm đến người dân và họ sẵn sàng hy sinh bất cứ ai. Ông nói thêm, sau các báo cáo cho rằng bán đảo mà Nga sắp nhập vào năm 2014 có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt về lâu dài. Nga đã phủ nhận trách nhiệm về việc con đập bị phá hủy và cáo buộc Ukraine phá hoại phần cơ sở hạ tầng quan trọng trên sông Dnipro, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Tư Khoa. Điện Cẩm Linh cũng không quan tâm đến việc cung cấp bằng chứng cho luận điệu của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine cáo buộc các lực lượng của Vladimir Putin thực hiện một chiến lược đã có tiền lệ trong lịch sử Nga. Chính sách thiêu đốt đã được Nga triển khai trong cuộc xâm lược của Napoleon vào năm 1812, khiến quân đội Pháp chỉ còn chiếm giữ được những tàn tích đang cháy của Mạc Tư Khoa. Một số người dùng mạng xã hội đã so sánh số phận của đập Kakhovka với lệnh của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin phá hủy một con đập bắc qua sông Dnipro vào năm 1941 để ngăn chặn quân Đức xâm lược. Tương tự, vào năm 1938, Trung Quốc cho lũ lụt phá hủy những con đê trên sông Hoàng Hà để ngăn chặn quân Nhật xâm lược, với cái giá là sinh mạng của hàng chục nghìn dân thường bị mất. Ukraine đã nhiều lần sử dụng thuật ngữ thiêu đốt để mô tả các chiến thuật của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Ý nghĩa của thuật ngữ này là nỗ lực biến các khu vực của Donetsk và Luhansk thành đống đổ nát, và gần đây nhất là trong cuộc chiến khốc liệt cho thành phố Bakhmut. Họ đang cố gắng tìm mọi cách có thể để gây thiệt hại và khiến Ukraine khó hoạt động như một quốc gia, chứ đừng nói đến việc truy tố hoạt động quân sự của họ. Kyle Gills, thành viên tư vấn cấp cao tại nhóm chuyên gia cố vấn Chatham House trong chương trình Nga và chương trình Á-Âu cho biết, điều đó hoàn toàn phù hợp với cách Nga tiến hành cuộc chiến này kể từ khi có thông tin rõ ràng rằng Ukraine sẽ không sụp đổ trong vòng 3 ngày khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine, ông nói với Newsweek. Cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về việc con đập bị vỡ như thế nào, mặc dù Ukraine đã nói rằng ý định của Mạc Tư Khoa là ngăn chặn cuộc tấn công của Kyiv trong khu vực. Nếu bạn tạo ra một đầm lầy rộng hàng dặm mà ai đó có thể tấn công ngang qua, thì bản thân đầm lầy đó đã là một cấu trúc phòng thủ, Gills nói. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, Mạc Tư Khoa đã phá hủy con đập để ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này. Sergei Smolny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Khả năng Phục hồi Âu Châu, một tổ chức tư vấn của Đức nói rằng, các mục tiêu của Điện Cẩm Linh không chỉ giới hạn trong việc ngăn chặn các nỗ lực tái chiếm lãnh thổ mà Kyiv đã dự kiến. Ông nói với Newsweek, họ đã làm điều đó, họ chỉ nhằm ngăn chặn người Ukraine tiến lên, mà mục tiêu của họ còn là áp đặt cho Ukraine những cái giá phải trả trong dài hạn. Đó là sự trả thù như muốn nói rằng, bạn đã không chấp nhận chúng tôi, bạn sẽ phải đau khổ, anh nói. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh qua email để bình luận. Tổng thống Pháp và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraine sau vụ vỡ đập. Trong một tuyên bố, Điện Elysee cho biết tình hình nhân đạo ở Ukraine sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka là chủ đề cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Tư. Tổng thống Cộng hòa đã đề cập đến thực tế là Trung tâm Hỗ trợ và Khủng hoảng của Bộ Ngoại giao sẽ sớm cử một đoàn xe đầu tiên khoảng 10 tấn thiết bị để đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dân như sức khỏe, vệ sinh, lọc nước, bể chứa di động. Tổng thống cũng bày tỏ hy vọng rằng viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp cho người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sống ở các vùng lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát.
Hôm thứ Tư, Macron cũng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bày tỏ tình đoàn kết với người dân Ukraine sau vụ tấn công vào đập Kakhovka. Pháp lên án hành động tàn bạo này đang gây nguy hiểm cho người dân, Tổng thống Macron nói. Trong vòng vài giờ tới, chúng tôi sẽ gửi viện trợ để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về tình hình hiện tại ở khu vực Kherson sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Zelensky cho biết họ đã nói chuyện qua điện thoại hôm thứ Tư về hậu quả môi trường và nhân đạo do hành động khủng bố của Nga gây ra, đồng thời vạch ra những nhu cầu cấp thiết của Ukraine để loại bỏ thảm họa. Chúng tôi đã thảo luận về khả năng sử dụng các cơ chế quốc tế để điều tra nguyên nhân của nó, Zelensky nói. Chúng tôi đã đồng ý tiếp tục hợp tác quốc phòng, đặc biệt là bảo vệ bầu trời của chúng ta. Chúng tôi mong muốn việc huấn luyện phi công Ukraine bắt đầu sớm nhất có thể, ông nói thêm. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal, trong một thông điệp video hôm thứ Tư, đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Hội Hồng Thập Tự Quốc tế và các tổ chức khác giúp đỡ người dân ở những khu vực bị ngập lụt ở Kherson bị Nga tạm chiếm. Mihal nói, quân xâm lược Nga thậm chí không nỗ lực giúp đỡ những người này. Họ đã bỏ mặc họ cho đến chết. Mihal cho biết Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu do sự việc vỡ đập gây ra. Trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.